Ấn Độ đã trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới thử nghiệm thành công tên lửa siêu vật âm sau Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết đợt thử nghiệm diễn ra ngày 7 tháng 9 từ một hòn đảo ngoài khơi Odisha, phía đông nước này với động cơ Scramjet phát triển trong nước. Tên lửa này đã đạt độ cao 30 km và bay với tốc độ là khoảng 7.400 km/h, tức là gấp khoảng 6 lần vận tốc âm thanh. Trước đó, trong tháng 3 vừa qua, Hoa Kỳ tuyên bố thử nghiệm thành công nguyên mẫu tên lửa siêu vật âm trong nỗ lực bắt kịp Nga và Trung Quốc.